Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với lại kênh YouTube của mình. Mình là Vĩ. Nhân dịp thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ thì ở nhà nhiều bạn thắc mắc là không biết phải làm gì với thời gian đúng không? Thì hôm nay mình sẽ làm món tiramisu. Thường tiramisu chúng ta sẽ có hai loại đế. Thứ nhất là bánh bông lan và thứ hai là dùng sử dụng bánh Ladyfingers. Thì ở đây mình dùng Ladyfingers để làm phần đế bánh, do đó chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần đế như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cần một bịch bánh Ladyfingers như thế này, và một ít rượu rum ha. Rồi, và kèm theo đó là hai gói cà phê đen. Rồi, vậy là phần còn ở trên chúng ta sẽ là phần kem. Thì phần kem chúng ta sẽ cần những chúng nguyên liệu như sau. Thứ nhất là chúng ta cần hai cái lòng đỏ trứng gà, khoảng 40 gram đường, 50 ml sữa tươi, 150 gram phô mai mascarpone, 100 gram whipping cream đánh lên cùng với lại 20 gram đường. Và cuối cùng chúng ta sẽ cần chuẩn bị khoảng 4 gram gelatin. Nếu các bạn dùng gelatin lá như mình á, thì các bạn chuẩn bị khoảng 2 lá ha, và ngâm nước lạnh như thế này. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vào công việc làm bánh ha. Rồi, bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là chúng ta sẽ đánh hỗn hợp gồm có hai lòng đỏ trứng gà và đường mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn lúc nãy. Rồi, các bạn sẽ dùng phới trộn đều hỗn hợp lên ha. Các bạn đánh đến khi nào mà hỗn hợp chuyển sang màu vàng nhạt là được. Rồi, sau khi mà đánh một khoảng thời gian thì trứng sẽ có màu vàng nhạt như thế này. Chúng ta sẽ bắt đầu đổ sữa tươi đã chuẩn bị sẵn hồi nãy vào hỗn hợp và tiếp tục trộn đều. Các bạn ráng vét những cái mà đã dính lên thành tô xuống ha. Sau khi mà các bạn đã trộn được cái hỗn hợp trứng, đường và sữa tươi lúc nãy rồi á, thì các bạn chuẩn bị giùm mình một cái nồi nước sôi thế này ha. Tại vì một số người sẽ không ăn được trứng sống á, chúng ta sẽ đặt cái tô này lên để mà chứa cách thủy. Đó. Các bạn đặt lên cái nồi nước đang đun sôi và tiếp tục trộn đều cái hỗn hợp này để cho nó bắt đầu hơi sệt lại. Rồi, các bạn trộn lên một hồi thì hỗn hợp sạch sạch lại một xíu á, các bạn thử bằng cách là lấy tay nè, quẹt một đường thế này mà nó được một đường trên cái phới như thế là được ha. Rồi, chúng ta sẽ nhắc xuống bếp.
thế này. Rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho cái gelatin đã ngâm nở, chúng ta bóp sạch nước đi. À, bỏ vào. À, dùng cái phới phới lòng để đánh tan hợp. Các bạn đánh cái gelatin này trong lúc mà hỗn hợp này còn nóng nè thì gelatin nó sẽ dễ tan hơn ha. Ok. À, khi mà gelatin đã tan hết á thì chúng ta sẽ cho tiếp mascarpone đã chuẩn bị ban đầu á, cho vào đây và đánh đều lên. Rồi sau khi mà các bạn đã đánh hỗn hợp này với lại mascarpone rồi thì chúng ta sẽ để cho nó nguội ha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho whipping cream đã chuẩn bị ban đầu vào và cùng với khoảng 20 gram đường và dùng máy đánh trứng để đánh bông cái hỗn hợp này lên. Các bạn đánh khi nào mà hỗn hợp mà chúng ta bông là được ha. Rồi sau khi chúng ta đã hoàn thành được cái phần kem như thế này thì chúng ta sẽ trộn hỗn hợp phô mai và trứng vào. Thì thay vì chúng ta phải tự đánh để làm kem này thì các bạn có thể mua các loại chai kem dạng xịt về để đỡ mất công làm ha. Còn đối với loại chai dạng xịt á, thì nó ngọt sẵn rồi cho nên là chúng ta sẽ không cần phải thêm đường nữa. Chúng ta sẽ dùng phới và trộn hỗn đều cái hỗn hợp này lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm phần đế bánh ha. Đế bánh thì các bạn chuẩn bị giúp mình nước sôi, cà phê, rượu rum, bánh Ladyfingers và một cái hộp để chúng ta xếp bánh vào. Thì trước tiên chúng ta sẽ cho nước sôi vào để pha cà phê. Và rượu rum thì các bạn cho khoảng muỗng cà phê ha.
Nói chung cái này tùy khẩu vị các bạn thôi, bạn nào thích mùi rượu nhiều thì cho nhiều, bạn nào không chịu được mùi rượu thì bỏ cho bạn cũng được. Rồi, muốn cà phê. Mình thích nhiều thì mình cho thêm tí đi. Ok. Ta dùng muỗng quậy cái nước cà phê này lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng bánh Lady Fingers này nè. Các bạn nhúng vào cái cà phê này và sau đó xếp vào cái hộp của chúng ta. Thì các bạn lưu ý ha, khi mình nhúng á mình chỉ chạm nhẹ thôi. Đó, hai mặt. Các bạn đừng có nhúng quá nhiều thì sẽ làm cho phần bánh của chúng ta nó bị nhũn. Rồi, anh cứ xếp tuần tự vào hộp như thế này. Ok, sau khi mà chúng ta đã xếp được một cái lớp bánh Lady Fingers này thì chúng ta sẽ lấy cái ống hộp mà kem và mascarpone cũng như là trứng hồi nãy á, chúng ta sẽ rưới lên một lớp. Các bạn canh khoảng 50% thôi ha, vì hồi nữa chúng ta sẽ phải làm thêm một lớp bánh nữa và phủ lớp kem lần thêm một lần nữa. Do đó khi mà các bạn đổ vô quá nhiều á thì một hồi chúng ta sẽ thiếu kem để phủ lên lớp bánh thứ hai. Sau khi phủ kín được cái lớp kem thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu xếp lớp bánh thứ hai. Sao bánh bị nổi lên nhỉ? Chúng ta tiếp tục nhúng bánh vào một cà phê. Tiếp tục xếp vào.
sẽ tiếp tục đánh trên một lớp kem nữa. Ok, sau khi mà các bạn đã phủ lớp kem lên thì chúng ta sẽ rắc cái bột cacao lên cái bề mặt như thế này ha. Bạn dùng cái ray như thế này. Đó. Bạn dùng ray để mà tránh cái trường hợp mà bột cacao nó rơi quá nhiều tại một điểm á. Này đó, rồi. Phần cacao xuống và bánh sẽ đều hơn. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần đưa cái bánh này vào tủ lạnh và sau thưởng thức thôi. Rồi, mình thì cũng phải chuyên nghiệp gì, đây cũng chia lần làm thứ hai thứ ba của mình thôi nên là nó cũng không được đẹp cho lắm, nhưng mà dù sao cũng muốn chia sẻ cho các bạn cách làm để các bạn có thể tự làm ở nhà để giết thời gian trong cái lúc mà mùa dịch về ở nhà thế này ha. Rồi, chúc các bạn ngon miệng.